случай. Голову ломать, круче всех-всех сучек. Просто понимай, на высоту сам себя поднимай. Свою пустоту, но ее не anh không tìm được ai nhìn như một cô thiên thần ngoài em. Phớt luôn cả mấy cái nắm tay, anh chỉ muốn được làm bạn của em. Nhìn em đi dạo chơi với nó mà anh lại thấy trong lòng mình ghen. Insta anh có tận nghìn like nhưng sao chỉ chờ đợi một người xem. S cho sự si mê, E cho sự im lặng, M cho sự mê muội và P có nghĩa là phải lòng. Nếu em là người yêu, anh sẽ chiều đến mức em sinh hư. Viết cho em nghìn lá từ khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Chú để mắt con cháu nói không với cái cú. Cháu chỉ nói có với mỗi mình con cái chú. Nên nếu chú cứu cháu xin nhận cả 10 triệu. Họ gọi em là người đẹp thì cháu gọi là người yêu. Xin chú đừng cắt đứt duyên hai bên. Có một lần mà ngoài chú ra thì cháu không mong ai thấu. Cháu hứa không làm hại tương lai em. Bởi vì tương lai em cũng là tương lai cháu. Bọn cháu đã có bao nhiêu thứ là thứ. Nó không chỉ là có riêng mà bọn cháu còn có nợ. Nên cháu xin lỗi vì không gọi chú là chú. Mà kể từ bây giờ thì cháu sẽ gọi là bố vợ. Thank you.
to face me. Mama rolled into the distant fall. Little did you know I'm a nasty dog. Я тот случай, голову ломать круче всех-всех сучек. Просто понимай, на высоту сам себя поднимай. Свою пустоту